Tại nhiều quốc gia trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khiến các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam vẫn còn hạn chế. Điều này khiến cho nhiều người nước ngoài chưa thể về nước theo kế hoạch ban đầu của họ. Xuất phát từ tình hình trên, chính phủ Việt Nam đã có những sự hỗ trợ kịp thời đối với công dân nước ngoài ở Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch. Công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến nay được tự động dạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 1 tháng 3 năm 2020, nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch COVID-19 hoặc lý do bất khả kháng khác cũng được xem xét áp dụng tự động gia hạn. Người nước ngoài thuộc diện trên phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định. Đây là chính sách được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam công bố từng tháng 1 và hiện có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Sau hơn một năm triển khai, chính sách này đã và đang nhận được sự ủng hộ của người nước ngoài. Thật tuyệt vời khi chính phủ Việt Nam có chính sách hỗ trợ gia hạn thị thực tự động, thiết thực như thế cho người nước ngoài bị ảnh hưởng với COVID-19. Trong khoảng thời gian dài sống tại Việt Nam, tôi luôn cảm thấy mình được chính phủ Việt Nam hỗ trợ, luôn có những quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi liên tục nhận được những thư đến công hàm khen cảm ơn của các quốc gia, phái đoàn Liên minh châu Âu vì đã hỗ trợ kịp thời cho công dân của họ trong các thủ tục về nhập cảnh xuất cảnh cư trú. Cục quản lý xuất cảnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế cũng như là, là các yêu cầu của của, của công tác phòng chống dịch để đề xuất với Bộ Công an tiếp tục gia hạn chính sách này. Trước đây, người nước ngoài muốn chuyển đổi mục đích thị thực thì buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam và làm thủ tục xin cấp thị thực với mục đích mới. Điều này gây ra không ít khó khăn cho người nước ngoài. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 với quy định tại khoản 2 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Vài tháng trước, tôi bắt đầu làm thủ tục để đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và tôi đã không cần phải rời khỏi Việt Nam để chuyển đổi mục đích thị thực, từ thị thực du lịch sang thị thực đầu tư Điều này thật tuyệt vời. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam. Để cập nhật những thông tin chính thức về các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, người nước ngoài được khuyến cáo truy cập cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam tại địa chỉ www cảnh gov vn gọi điện thoại hay đến trực tiếp trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an của 63 tỉnh, thành phố.